chiều ngày 14 tháng 10, showbiz Hàn chấn động với thông tin Suli tự tử tại nhà riêng vì căn bệnh trầm cảm nặng. Showbiz, đặc biệt là showbiz Hàn và Hoa ngữ, vốn khắc nghiệt. Trước Suli, từng có nhiều ngôi sao cũng chọn cách khép lại cánh cửa đời mình bằng cách tự tử. Pratyusha Banerjee, sinh năm 1991, nổi danh với vai diễn nàng Anandi trong bộ phim truyền hình Ấn Độ Cô Dâu 8 Tuổi. Sự nghiệp đang trên đà nở rộ. Vào hôm 1 tháng 4 năm 2016, Pratyusha bất ngờ được tìm thấy đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Park Jung Ha, sinh năm 1977, nổi danh với vai diễn trong Bản Tình Ca Mùa Thu. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, công chúng Hàn Quốc bàng hoàng khi nghe tin nam tài tử treo cổ tự tử ở tuổi 33. Ông Mỹ Linh, sinh năm 1959, nổi danh với vai diễn Hoàng Dung trong Anh Hùng Dạ Điêu. Người đẹp Hồng Kông tài sắc vẹn toàn, có tuổi thơ không mấy hạnh phúc và một cuộc tình thời trẻ dại đã đẩy người đẹp xứ Cảng Thơm tới bước đường tự vẫn. Thất tình trước giờ luôn là một nguyên nhân lớn khiến các nghệ sĩ quyết định kết thúc cuộc sống. Mới đây trên mạng lan truyền một video mẹ của cố nghệ sĩ Suli hé lộ một câu chuyện gây tranh cãi, cũng như cái chết còn nhiều điều bí ẩn của minh tinh Cô Dâu 8 Tuổi. Và hai nghệ sĩ đó cũng như hàng loạt những nghệ sĩ châu Á dưới đây đã có những câu chuyện tình buồn đến mức không thể vượt qua được và họ đã chọn cho mình con đường tàn nhẫn nhất. Suli. Nữ idol quá cố Suli đã ra đi vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, để lại sự tiếc thương, xót xa trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, điều khiến công chúng sốc hơn đó là nữ idol từng cố tự tử trước đó rất lâu. Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời Suli mới đây, mẹ của nữ idol đã hé lộ cô từng tự tử vào cuối năm 2016, thời điểm vừa chia tay bạn trai 3 năm, Choi Ja. Vào tháng 11 năm 2016, truyền thông Hàn đưa tin Suli nhập viện cấp cứu vì cắt cổ tay. Lúc đó, dân mạng cho rằng Suli đi đến quyết định xót xa vì chia tay với bạn trai Cho Ja, nhưng SM tuyên bố nữ idol chỉ bất cẩn để bị thương. Đến nay, mẹ của Suli đã xác nhận thông tin con gái nghĩ quẩn vào thời điểm đó. Tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty quản lý vào năm 2016. Họ nói con bé đã cắt cổ tay, đã được đưa đi cấp cứu và thông báo để tôi không ngạc nhiên khi các bài báo được tung ra. Tôi đã định đến bệnh viện, bên SM nói không được đến vì đến sẽ lộ ra. Họ tuyên bố con bé chỉ bị ngã trong nhà tắm và bị thương. Tôi đã khóc cả một tuần sau đó vì không thể đến bên con. Khi đó, con gái tôi vừa mới chia tay Cho Ja sau 3 năm hẹn hò, mẹ Suli kể lại. Dù không thể phủ nhận khi hẹn hò Cho Ja, Suli thực sự hạnh phúc, nhưng với những việc nam rapper đã làm, dân mạng tin rằng anh chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch cuộc đời cố nghệ sĩ. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 10 năm 2013 và chia tay sau hơn 3 năm yêu nhau. Công khai bạn trai cách đây vài năm, nữ ca sĩ bị ném đá dữ dội vì cả hai chênh lệch nhau 14 tuổi. Sau này, Suli chia sẻ, em đã nói với họ rằng em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe lời em nói. Có thể thấy, Suli thực sự bế tắc trong cuộc sống và cô cũng không có ai để chia sẻ khi nhận những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Mẹ của Suli cho rằng Cho Ja đã ảnh hưởng xấu lên con, khiến nữ idol trở nên nổi loạn, hành động gây tranh cãi, uống rượu và từ mặt mẹ. Nhưng trong cuốn nhật ký để lại, Suli lại luôn coi nam rapper này là nguồn sáng cho cuộc đời cô. Dư luận cũng chỉ trích phía nhà đài làm phim tài liệu phỏng vấn mẹ Suli vì có yếu tố nhắm vào Cho Ja. Cô dâu 8 tuổi, Pratyusha Banerjee. Vụ án của minh tinh cô dâu 8 tuổi có rất nhiều tình tiết bí ẩn và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ diễn viên có thể là do chuyện tình với nhà sản xuất kiêm diễn viên Rahuja Singh. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 11 năm 2015. Pratyusha rất yêu người bạn trai này và thậm chí còn lên hẳn kế hoạch cho đám cưới. Thế nhưng, chuyện tình của họ không được yên ả. Cha của nữ diễn viên quá cố chia sẻ, ông từng nhận được nhiều cuộc gọi từ con gái, than phiền bị bạn trai đánh đập và đòi tiền.
Cha Pratyusha khuyên cô chia tay, nhưng cô không chịu vì quá yêu người đàn ông này. Nhiều fan cũng lo lắng cho Pratyusha khi công khai hẹn hò Rahul, bởi nam nghệ sĩ này là người có vô số tai tiếng, bị nhiều cô gái tố cáo lừa tình, lừa tiền. Không dừng lại ở đó, Rahul đã có một đứa con trai riêng từ mối quan hệ trước. Thế nhưng, vì quá yêu người đàn ông này, Pratyusha sẵn lòng bỏ qua hết. Trong thời gian yêu nhau, cô chấp nhận bị bạn trai đánh đập, đòi tiền. Người yêu cũ của Rahul là diễn viên Saloni Sharma cũng thường xuyên gây chuyện với cặp đôi. Saloni mạnh mẽ tuyên bố Pratyusha là người khiến tình cảm giữa cô với Rahul rạn nứt. Diễn viên này thậm chí còn xông vào căn hộ của Pratyusha và đánh cô. Thế nhưng, đồng nghiệp của Pratyusha đã tiết lộ Rahul không hề bảo vệ Pratyusha, thậm chí còn đi tiệc tùng với Saloni. Trong thời gian yêu nhau, thậm chí người đàn ông tệ bạc này còn từng dụ Pratyusha dùng ma túy. Chưa dừng lại ở đó, Rahul biết Pratyusha mang bầu nhưng lại ép cô phá thai. Việc nàng Anadi có tình nguyện phá thai hay không đến nay vẫn là một ẩn số. Pratyusha không chỉ phải gánh lấy nỗi đau thể xác, mà cô còn phải chịu đựng nỗi đau tinh thần không gì có thể bù đắp nổi. Hứng chịu quá nhiều nỗi đau, Pratyusha đã quyết định giải thoát vào ngày 1 tháng 4 năm 2016. Thế nhưng, cái chết của cô vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Ví dụ như nồng độ cồn trong máu cao bất thường, khoảng cách cao bất ngờ từ sàn nhà lên chiếc quạt trần nơi cô treo cổ tự tử, hay tâm trạng vui vẻ trước đó. Dù cảnh sát đã kết luận nữ diễn viên tự tử, song người hâm mộ vẫn không ngừng nghi ngờ. Đáng chú ý, sau đó người tình cũ của cô là Rahul đã kết hôn. Vợ người đàn ông này không ai khác chính là Saloni, người đã đánh Pratyusha trước đó. Nam nghệ sĩ của bản tình ca mùa đông, ít ai biết được rằng đằng sau những áp lực về sự nghiệp cũng như câu chuyện tình buồn với nữ thần nhan sắc của nhóm SES, đó cũng là một nguyên nhân khiến anh cảm thấy day dứt muộn phiền đến mức làm mắc bệnh trầm cảm và cảm thấy cuộc đời không còn gì vui vẻ nữa và chọn cho mình một kết thúc rất buồn. Park Jung Ha ra đi mà không để lại di thư cũng như một lời chăn chối nào. Sau khi con trai qua đời, mẹ của nam diễn viên quá cố đã xuất bản tự truyện, qua đó hé lộ những sự thật chưa từng biết về Park Jung Ha. Park Jung Ha và Eun Gi Ni lần đầu gặp nhau trên phim trường Yêu Em vào năm 2002. Bạn thân của nam diễn viên kể anh đã thích Eun Gi Ni từ năm 1997, nhưng chỉ biết ôm mối tình đơn phương do Eun Gi Ni là nữ thần nam sắc hàng đầu, là người trong mộng của hàng vạn chàng trai cũng như vô số ngôi sao nổi tiếng. Sau khi có cơ hội đóng chung phim, anh mới dần dần từng bước chinh phục trái tim người đẹp bằng sự chân thành. Cặp đôi yêu nhau trong bí mật. Thế nhưng vào năm 2003, hacker đã xâm phạm máy tính của Park Jung Ha, đánh cắp những hình ảnh của anh bên bạn gái và tung lên mạng. Đặc biệt, hình ảnh Eun Gi Ni ngồi trong lòng bạn trai với tư thế nhạy cảm khiến fan phẫn nộ, kiên quyết yêu cầu cặp đôi chia tay. Không chịu nổi áp lực dư luận, Park Jung Ha và Eun Gi Ni chia tay. Trong một cuộc phỏng vấn, tài tử bản tình ca mùa đông chia sẻ nỗi day dứt về chuyện tình đã qua. Sự quan tâm quá mức khiến tình cảm chúng tôi gặp trở ngại. Tôi và cô ấy đều đau khổ vì cảm thấy yêu nhau là có tội với khán giả. Hàng ngàn fan yêu cầu chúng tôi chia tay vì là người của công chúng. Chẳng lẽ vì tương lai, sự nghiệp, tôi phải rời bỏ người mình yêu thương nhất? Trong mối tình không trọn vẹn, Park Jung Ha ít nói và lầm lũi, không hẹn hò thêm một ai. Anh tìm đến rượu để giải sầu, lâu dần bị trầm cảm và phải dùng thuốc an thần mỗi đêm mới có thể ngủ được. Mẹ của nam diễn viên kể, có một lần say, con trai bà đã khóc rất nhiều và nói Eun Gi Ni là người anh không thể quên trong đời này. Nỗi đau buồn chuyện tình cảm cùng những bế tắc cuộc sống sự nghiệp, Park Jung Ha đã chọn cách giã từ cuộc đời này ở tuổi 33. Ông Mỹ Linh đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp với vai diễn Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu năm 1983. Ông Mỹ Linh tạo nên vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ, nên người hâm mộ đã rất ủng hộ khi cô nàng có mối tình đẹp như mơ với nam diễn viên trẻ Thang Chấn Nghiệp. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, tiếng tăm của ông Mỹ Linh càng nổi thì chuyện tình cảm của cô lại càng gặp trắc trở
tình cảm của Thang Chấn Nghiệp dành cho cô ngày càng lạnh nhạt và xa cách. Đau khổ trước sự thay lòng của người yêu khiến cô bỏ bê sự nghiệp và nhiều lần tự sát không thành. Ông Mỹ Linh gặp Thang Chấn Nghiệp lần đầu vào tháng 10 năm 1982 trên phim trường bộ phim Thập Tam Muội. Chàng diễn viên triển vọng bấy giờ với những yêu thương, chăm sóc chân thành làm trái tim của cô gái trẻ vốn thiếu thốn tình cảm thốn thức. Cặp đôi công khai tình cảm vào những năm 1983 và là một trong những cặp tình nhân đẹp đôi nhất thời bấy giờ. Mối tình đẹp là thế, nhưng khi cả hai đều còn quá trẻ, quá non dại, trên đà nổi tiếng đã khiến họ mắc nhiều sai lầm, khiến chính bản thân phải hối hận cả đời. Sau Anh Hùng Dạ Điêu, sự nghiệp của ông Mỹ Linh dậm chân tại chỗ, khiến cô gặp nhiều áp lực. Người đẹp này đã tìm đến rượu như một lối thoát. Trong cô cũng nổi lên mong muốn trói buộc bạn trai, khiến cuộc tình hai người rơi vào ngõ cụt. Đến những năm 1985, chuyện tình hai người chẳng hề yên bình mà bị bủa vây bởi những tin đồn người thứ ba thất thiệt, làm cho cặp đôi cứ hợp rồi tan vài lần. Ông Mỹ Linh khi ấy đã tự tử hụt tới 2 lần, giữa những áp lực công việc cũng như dư luận. Thang Chấn Nghiệp đã cố tình chụp những bức ảnh thân mật với nữ diễn viên Ngô Quân Như tại một bữa tiệc để thử tính ghen của ông Mỹ Linh. Thang Chấn Nghiệp chẳng thể ngờ đây chính là giọt nước tràn ly, khiến báo giới dồn mỹ nhân Hồng Kông vào đường cùng. Sau xô xát, sau buổi họp báo ngày 13 tháng 5 năm 1985, Thang Chấn Nghiệp đã lạnh lùng nói lời chia tay với ông Mỹ Linh, khiến nữ diễn viên đau khổ tột độ. Rạng sáng ngày 14 tháng 5 năm 1985, ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong căn hộ đầy khí ga. Cô ra đi lộng lẫy trong chiếc áo ngủ màu hồng và quyển lịch đầu giường lưu lại dòng chữ "Darling, I love you". Cảnh sát đã kết luận người đẹp tự tử. Cái chết của cô là cú sốc với cả nền giải trí Hồng Kông bấy giờ, cũng như là nỗi hối hận vô bờ của Thang Chấn Nghiệp, người đã vô ý đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng. Kim Rae-won. Kim Rae-won là ngôi sao duy nhất đã từng tự tử vì tình nhưng may mắn còn sống và có thể làm lại cuộc đời trong danh sách này. Kim Rae-won sinh năm 1981, là tài tử quen mặt với khán giả qua vai nam chính Chuyện Tình Harvard, cô dâu 15 tuổi. Kim Rae-won kể lại anh từng có một chuyện buồn năm 18 tuổi. Lúc đó, Kim Rae-won phải lòng một nữ diễn viên cá tính, xinh đẹp hơn tuổi. Họ cùng đóng chung một bộ phim và thành đôi không lâu sau đó. Tài tử Chuyện Tình Harvard dành trọn cả trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ cho bạn gái, tôn sùng cô như nữ thần của đời mình. Bất kể khoảng cách có xa đến đâu, Kim Rae-won luôn sẵn lòng đưa đón bạn gái. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh lập tức đến bên cô. Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi kéo dài được hơn một năm thì dấu hiệu rạn nứt xuất hiện. Cụ thể, trong một buổi hẹn hò trên xe buýt, nam tài tử phát hiện có số lạ nhắn tin cho bạn gái. Anh hiểu bạn gái mình xinh đẹp và nổi tiếng, có nhiều người theo đuổi. Kim Rae-won gặng hỏi đó là ai, nhưng cô nhất quyết im lặng, rồi sau đó bất ngờ nói lời chia tay dứt khoát với anh. Cú sốc tình cảm đầu đời khiến Kim Rae-won suy sụp. Anh buồn bã không thiết sống và đã chọn cách nhảy sông tự tử. Nghĩ là làm, thế nhưng cảm giác bị làn nước lạnh buốt nhấn chìm đã khơi gợi lại khát vọng sống trong Kim Rae-won. Anh bơi vào bờ và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy nữa. Dù Kim Rae-won không tiết lộ danh tính bạn gái, thế nhưng dân mạng đã nhanh chóng khoanh vùng được người đó là nữ diễn viên Lee Jun-won. Câu chuyện của Kim Rae-won gây rất nhiều ý kiến trái chiều. Anh được nhiều người hâm mộ đồng cảm, nhưng cũng nhiều người cho rằng nam diễn viên làm ảnh hưởng đến cuộc sống và danh tiếng của bạn gái, người lúc này đã yên bề gia thất. Đến nay, ở tuổi gần 40, nam tài tử vẫn lẻ bóng. Các bạn thấy đó, bấy nhiêu cũng đã cho chúng ta biết được rằng phải chăng tình yêu là điều khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn, hay là nó lại khiến cho mình cảm thấy đau khổ tột cùng, thậm chí là nghĩ quẩn và không còn cảm thấy thiết sống nữa. Và đối với những người trong giới nghệ sĩ có những tâm hồn vô cùng nhạy cảm thì chuyện tình yêu tan vỡ lại càng khiến cho họ cảm thấy đau khổ tột cùng và trái tim trở nên vụn vỡ. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, đăng ký và chia sẻ để nhận thêm nhiều video mới nhé.